sống ở phố thị chắc không thể quên những tiếng rao, tiếng gõ và cả những tiếng ý ớ gọi mua hàng. Từ tinh mơ cho tới nửa khuya, những tiếng rao của người bán hàng rong lam lũ mâng lên khắp các ngõ ngách, ngày nắng cũng ngày mưa. Chào mừng quý vị, hôm nay chúng ta làm bánh kem nhé quý vị. Bánh kem người Bắc gọi là bánh rén á. Thì trước hết chúng ta có một bịch bột nếp. Và 4 muỗng canh bột gạo. Chúng ta cộng thêm một gói bột nổi baking powder, an xe. Chúng ta một nửa chén nước pha chung với nửa chén đường, chúng ta quậy cho tan đường. Và mè. Chúng ta cho vô đây là một nửa muỗng muối. Nửa muỗng muối quý vị. Nửa muỗng muối. Nửa chén nước với lại nửa chén đường, chúng ta quậy tan, chúng ta đổ vô, chúng ta nghèo. Nhắc lại, một bịch bột nếp, 4 muỗng canh bột gạo, một gói bột nổi an xe. Nửa chén đường với lại nửa chén nước, ta quậy tan đường ra, chúng ta bắt đầu nhồi. Chúng ta nhồi cho bột nó trộn chung với nhau và nó quyện lại. Sau đó chúng ta đổ thêm một chén nước nữa. Rồi chúng ta nhồi cho thật là kỹ, lấy tay nhồi cho thật là kỹ. Và tổng cộng là 1,5 chén nước. Nửa chén thì chúng ta pha đường cho nó tan hết đường ra. Còn 1 chén xong rồi cho ngào. Sau đó chúng ta thêm 1 chén nước nữa, là tổng cộng là 1,5 chén nước. Vâng, thế là ta có một cục bột. Chúng ta để nghỉ chừng 15 phút. Đậu xanh 1 bịch 1 teo. Chúng ta rửa cho sạch, vo cho sạch rồi hấp lên. Nấu lên giống như cơm á. Vâng. Chưa chín, sắp chín rồi quý vị. Hết nước rồi chúng ta ghế lên. Khi đậu xanh chín, chúng ta lấy ra và đánh cho tơi ra. Ta nghiền cho nát ra, tơi ra. Xong rồi chúng ta cho 1/2 muỗng muối. Khoảng 1/2 muỗng muối. Đây là dừa xay. Chúng ta cho 1 muỗng canh dừa xay. Nó có chất béo á. Chúng ta cho 3 muỗng canh đường. Và chúng ta cho 2 muỗng canh dầu. Chúng ta xài dầu ô liu á quý vị. Dầu ô liu. Chúng ta nghèo lên cho thật đều. Tất cả hỗn hợp ngào lên cho thật đều. Dừa, đường, muối, dầu với đậu xanh. Vâng, chúng ta ngào lên cho thật đều. Vâng, kính thưa quý vị, đây là những viên bột đã được chia ra. Một bịch bột thì chia được 20 viên. Và đây đã làm xong. Đây là những viên đậu xanh. Vâng. Còn đây là mè.
Đây là đậu xanh chưa viên. Chúng ta viên những viên đậu xanh nhé quý vị. Chúng ta múc một muỗng cà phê đậu. Đơn vị là một muỗng cà phê đậu. Và chúng ta viên. Đó, xong rồi chúng ta lấy cục bột. Bỏ viên đậu xanh vô và chúng ta cô vào, bao phủ cho nó hết á. Bột á, mình nặn nặn cho nó phủ hết trên cái mặt, không cho hở chút nào nhé quý vị. Đó, kín hết, chúng ta lăn tròn. Xong chúng ta lăn vào mè. Đây là chén mè quý vị. Tự lăn kín hết bằng mè và chỗ nào cũng có hết. Ta nhấm cho mè nó dính vào bột. Đó, đó, phủ xung quanh bằng những hạt mè. Tí nữa ta chiên thì có hạt mè nó vàng, nhìn đẹp lắm quý vị. Chúng ta làm bánh dẹt thì chúng ta vo tròn xong chúng ta ấn xuống. Còn chúng ta làm bánh vòng thì ấn xong chúng ta làm cái lỗ ở giữa. Chúng ta bắt đầu chiên nha quý vị. Bật lửa nhỏ để chiên. Đó. Thôi bắt đầu thả vô. Hai cái bánh lòng, hai cái bánh dẹt. Trong tim con hình bóng mẹ,
mẹ ơi dáng mẹ.